Ok, xin chào mọi người. Buổi tối hôm nay mình là Hồng Quốc nha. Mình bắt đầu với như thường lệ với bắt đầu với ticker SPY. Thì hôm nay á thì mình thấy SPY nó để let's SPY nó đã bắt đầu đi vào cái vùng là giống như kiểu là downtrend này, không phải là đi vào vùng downtrend nhưng mà nó có xu hướng muốn đi vào cái vùng downtrend nha mọi người. Thì hôm nay nó đóng cây nến cuối ngày giống như kiểu là cây nến Doji, giống như nến neutral neutral vậy đó, là chưa xác định rõ phương hướng. Đáng lẽ như ở đây á, là nó chạm đây nó phải bao một cây mạnh mạnh lên chút xíu này, chứ không phải là lưỡng lự như bây giờ, cây nến lưỡng lự như vậy. Nên mình nghĩ ngày mai á, có thể là SPY nó sẽ bounce theo kiểu technical bounce thôi. Vì thường là chạm vào đường EMA 150 với lại đường Smoother là nó sẽ bounce giống như những lần trước như vậy nè. Nhưng mà lần này thấy có vẻ nó hơi yếu á. Nên mình nghĩ là ngày mai nó sẽ bounce lên lại trên cái vào trong cái khoảng này. Từ 471 cho tới 473. Mai nó sẽ bao, mình nghĩ nó sẽ bao technical lên đây. Rồi sau đó tiếp tục là mình nghĩ là nó có thể đi xuống thêm lại, nó đi xuống lại đó chứ không phải là đi lên tiếp. Ok. Đây là đang là khung ngày nha mọi người. Tại vì các chỉ số dưới này nó bắt đầu đỏ lên rồi nè, nó không có chưa chuyển qua màu neutral. Ok. Vì SPY hiện tại là nó cái room rớt của nó còn rất là nhiều so với lại cái room mà đi lên. Chưa kể là các mây ở trên này nó bắt đầu nó quyện xuống rồi chứ không phải là tỏa ra hai đầu nữa. Cái mây nó mây ở trên bắt đầu nó đóng khép lại. Giống như là muốn mở hướng đi xuống vậy đó. Ok. Để mình coi khung 1 giờ thử coi. Không, 1 giờ thì nó bắt đầu vào downtrend rồi. Nó vẫn còn rớt được tới bóng số 5 nữa nè. Bóng số 5 là support tiếp theo của nó ở không 1 giờ. Chỗ này là bao technical này. Ngày hôm nay. Không 2 giờ coi. Không 2 giờ cũng bắt đầu vào downtrend nè. Mình nghĩ sáng mai nó sẽ bao nhẹ lên tới chỗ bóng 70 này mọi người. Bóng 70. Bóng 70 xong là tiếp tục nó sẽ đi xuống dưới vùng giá ở dưới là bóng số 4 nha. Mấy khung giờ nhỏ mình thấy bearish hết rồi. Ok. Nó bị 4 giờ thì nó bị reject ở đường resistance ngay chỗ này luôn. 470. Hồi sáng nó cũng bị resistance reject. Mà nó chưa cái oversold nhiều, nó chưa có gì là chạm vào oversold nhiều hết nên nó còn có thể rớt nữa đó. Mọi người cẩn thận nha. Khi nào mà nó vượt qua hết trên 473 lên trên 473 với lại đóng nến ngày ở trên 473 thì lúc tuần sau thì mình mới có thể là ok. Chứ còn mà nếu nó ngày mai nó đóng nến vẫn quần quần ở dưới này á thì tuần sau mình sợ là sẽ rớt tiếp á. Để coi thử nó có về được cái trendline support này, nó có giữ được trendline support này hay không. Ở dưới này còn có một cái này nữa mình không thấy, sorry. Dưới này còn một cây nữa này, nên cái trendline nó không có tác dụng nha. Ok. Đó là ticker SPY nha mọi người. Để mình note lại.
Ok. Ủa đi xíu, xíu nữa đi bỏ giùm anh cái hình báo của ngày mai giùm anh với nha. Spoil. Ok, ticker tiếp theo mình coi là QQQ. QQQ cũng tương tự như như Spy nha mọi người. QQQ thì mình thấy nó về tới dưới support dưới này rồi. Test nó bị xả, đợt này nó bị xả nhiều hơn mấy đợt trước. Bên Spy tại hồi nào hôm nay nó có cái sensor healthcare chống lại nên mới có hold lại được vậy. Chứ còn test thì nó rất mạnh hơn. Ok, set the test nó hold, hiện tại là mình thấy nó đang hold lại được ngay chỗ EMA 100 ngày. Ngay vùng giá là 381. Hồi lúc sáng nay nó lụm vô đó thì nó bounce. Nhưng mà nó mình thấy nó vẫn còn signal down nha mọi người. Ở dưới này các cái đường chỉ số của indicator của mình á, nó vẫn nằm trong cái vùng down nha. Nó chưa có chuyển qua neutral như ở đây. Nó vẫn còn là lay vàng. Nơi cũng chưa oversold cái gì hết thì có nghĩa là nó vẫn còn có thể xuống được. Hiện tại thì mọi người cứ đúng về đúng technical á, thì chỗ này mình có thể vào khoảng 30% position này như là TQQ. Cái này là QQQ nha, nhưng mà mình nhìn bên này để mình qua mình đánh bên kia thì chỗ này có thể vào được 30%. Ok. Rồi ngày mai mình xem thử nó có break lên trên 390 hay không. Ví dụ như ngày mai mà nó đóng nến trên 390 á, thì ok, giống như cái nến chỗ này nè. Mọi người để ý chỗ này nha. Ok, ngày hôm trước rồi chạm vào EMA 200 ngày. Ngày hôm sau nó đóng cái nến trên đường chấm 1.6 này nè. Là EMA 100 này, nó đóng cái nến trên này thì chúng ta có thêm một đợt chạy nữa. Nhưng mà ngày mai nó đóng cái nến dưới cái đường chấm bi màu xám này á, thì chúng ta dễ có thêm một đợt xả nữa trong tuần tới. Ngày mai là weekend rồi, là dưới 376, nó sẽ về support 376 nếu ngày mai nó đóng nến dưới cái phần này. Ok, nó đóng nến dưới 390 nha. Chỗ này là 390 này. Ok. Mình nghĩ là sáng mai nó sẽ bao technical lên tới đây, còn nó có bao qua được hay không là mình còn phải xem vào cái lực của market mà. Nhưng mà theo mình nghĩ là nó bao lên tới đó thôi rồi nó sẽ bị reject, rồi nó tiếp tục nó down trong tuần tới. Với cái tình hình hiện tại market mọi người nhìn này, nó không còn cái hướng đi lên nữa mà nó giống như kiểu là đang cầm chừng đi ngang rồi này. C. Không còn là hướng đi đi lên dần đều nữa mà là đang cầm chừng đi ngang. Đó. Thì mình nghĩ đợt này nó sẽ không bao qua được cái mức EMA 50 ngày 390 đâu. Nếu mà nó không cái cuối ngày mai mà mình thấy nó gần hết giờ mà mình thấy nó chưa qua 390 á, thì tuần sau mình nghĩ có thể vô Lost Store một cái push được để hack account. Ok, ví dụ như nó có xuống thì tuần sau test xuống thì cái push này cái push này sẽ hack mình hack lại account. Mình coi khung giờ nhỏ thôi coi. Sorry mọi người, lại cái chat mình mấy không giờ nhỏ nhìn hơi rối nha.
01 giờ thì mình vào downtrend 2 ngày rồi. Ồ, nó 01 giờ nó còn một cái resistance 388 nữa nè mọi người. Nó đang có bearish flat nữa này. Mình sẽ không vẽ vô nữa đâu, mình vẽ nhiều quá. Ok, này một cái bearish flat này mọi người. Đó, nó đang có bearish flat, nó mà break down xuống dưới này á, thì nó xuống thêm sau nữa về 377. 01 giờ nó đang có bearish flat nha. Cũng 2 giờ, coi 2 giờ cũng vậy nè. Không, 1 giờ nãy là tới đâu? 377 ha. Nó vẫn còn cái 380 trống ở đây. 04 giờ. 04 giờ là nó về EMA 200 luôn rồi. Nó về tới support 380 luôn. Ok, bây giờ là cơ hội cho nó bounce nó, mọi người thấy không, mấy đợt trước nó xuống tới đường chấm bi màu đỏ là để bounce lên mạnh hết. Đợt này mà ngày mai nó không bounce mạnh lên đó thì chắc có thể là tuần sau nó sẽ down tiếp đó. Nếu mà nó rớt khỏi đường EMA 200 này á thì nó xuống còn sẽ xuống sau đó nghe, tới 362 mới có support lại nữa này. 04 giờ ấy nha. Mình coi không tuần thử coi. Không tuần thì mọi người thấy này, mấy tuần nay nó đi ngang thấy này, nó chưa có cái nào bứt phá để đi lên thêm. Từ khi mà có cái news là chuẩn bị tăng raise. Ok. Chúng không tuần thì chúng ta có đường EMA 20 383 đang giữ. Nó mà không giữ được tuần này nó đóng dưới đó là ví dụ như ngày mai mà nó đóng đến dưới 383 là xong phim đó, lời từ về 360 mấy đó, 366. Nhưng mà thường chúng ta sẽ coi khung ngày thôi nha. Cho nó dễ. Để coi thử ngày mai nó bounce mạnh tới cỡ nào. Ok, thì mình nghĩ là nó lên tới 390. Có viết thử nha.
click hôm nay bị reject ở 20 này. Mình chờ chút xíu data nó upload, nó update đã, chưa update data. Ok, để mình coi IWM trước nha. Ok, cái con IWM nó vẫn có nằm trong downtrend bữa đó đến giờ nha mọi người. Nó bị reject, nó thường nó bao lên nó bị reject ở đường EMA 100 ngày này. Thì đợt này mình thấy nó cũng đang bị reject ở đường EMA 100 ngày. Ngay thêm cái sự kiện ngày hôm qua nữa thì nó bị, bây giờ nó đóng nén ngày hôm nay dưới đường EMA 200 luôn. Có nghĩa là nó vẫn tiếp tục di chuyển đau xuống nha mọi người. Mình nghĩ là nó sẽ tiếp tục di chuyển sau thêm xuống các vùng giá bên dưới. Đầu tiên là vùng giá 211 nha. Tại đây. Đây là small cap nha mọi người. Ok, mình thấy nó vẫn tiếp tục nằm trong cái khoảng downtrend này. Nó về xem thử có được triple bottom không? Coi không một giờ coi sao. Không một giờ có bear flat rồi nè. Bear flat rồi nha mọi người. Một cây cột cờ nó bị reject ở 220. Cái bear flat này khó mà nó break đã up được nè. Tại vì nó có ngay cái resistance 220 ở trên tre nữa. Chắn lại nữa. Rum rớt của nó vẫn còn nè. Cái rum down của nó vẫn còn nhiều nè. Ở dưới này vẫn chưa oversold nữa nè. Mình thấy nhiều khả năng là nó sẽ down tiếp nha mọi người. Ok, ticker này 212. Ticker small cap này á. Cái ETF small cap này thì mình nghĩ là nếu ok mọi người có thể đánh credit call nó được đó. Mình thấy nó vẫn còn đi xuống. Bị reject đường EMA 200 rồi là chắc chắn là đi xuống nữa rồi. Coi không bóng giờ coi sao. Không bóng giờ cũng bearish. Ok, để mình viết ra đây luôn. Ok, đó là small cap nha mọi người. Mình qua lại con vis coi.
Ok, vì hôm nay nó đóng nén giá, nó bị reject ở ngay chỗ đường resistance 20.25 rồi, nhưng mà nó vẫn đóng nén trên các đường EMA nha. Một khi nó đã đóng nến trên các đường EMA có nghĩa là nó vẫn đang nằm trong cái trend là bullish. Ở dưới này, cái chỗ phần này mình không hiểu tại sao cái đây đà nó không có tính toán ra được cái chỗ này. Nhưng mà ở dưới này cái phần mà volume vô, nó vẫn thấy là cái volume nó đi lên này. Cái xu hướng của nó là spy lên. Thì mình nghĩ là ngày mai VIX có thể nó sẽ xoay quay trong cái vùng này. Vì nó bị kẹp ở giữa 20.25 với lại mấy các đường EMA 19 này. Tại vùng giá 19 thì nó sideways quay, nếu mà nó break out khỏi 20.25 là nhiều khả năng nó sẽ chạy lên tới 24.76 trong thời gian ngắn, có thể là tuần sau. Ok, nhưng mà tạm thời hôm nay nó bị reject ở 20.25 thì cũng ok. Đó, thì mình nghĩ là nó có thể spy lên ở tới vùng giá 24.76 trong tuần sau nha, chứ còn ngày mai mình nghĩ nó không có chạy lên tới đó được liền đâu. Ngày mai có thể nó bị reject xuống dưới này, reject 20.25, tại vì hôm nay nó bị reject ở tại vùng giá này rồi. Thì ngày mai mà nếu không đủ volume đó, thì nó sẽ bị reject tại đó. Ok, mình coi với khung giờ nhỏ thử coi. Khung giờ nhỏ thì nó đóng nến trên đường support. Nó còn có bull. Không phải này, không phải bull flag. 2 giờ. Không, 2 giờ nó đi vào uptrend rồi nha này. Mọi người thấy không? Nó build một cái round bottom này ở dưới này này. Từ trên này nó build xuống. Bây giờ nó bắt đầu nó đi hướng đi lên, nó bắt đầu nó chuyển qua vùng uptrend rồi nè, buy uptrend nè, 02 giờ nha. Đó là bắt đầu nó có xu hướng đi lên đi lên. Mọi người cẩn thận trong tuần sau nha. Vì mà nó spy lên khỏi cái chỗ này là EMA 200 này, một khi nó nằm trên tất cả các đường EMA á, có nghĩa là nó đang nằm trong uptrend, nằm dưới các đường EMA là đang nằm trong downtrend. Ok, nếu mà nó nằm ở trên này là nhiều khả năng nó sẽ lên tới 22.05 đó. Hiện tại là nó đang bị kẹp ở giữa ngay đây, chưa xác định rõ vùng giá. Ngày mai mình coi thử cái tùy vào yếu tố mức độ của market tới đâu để coi thử nó có spy lên không. Mình nghĩ là nó sẽ spoil lên trong tuần sau chứ tuần này chưa đâu. Ok, mình có check fear với lại greedy indicator thì mình thấy nó chưa có fear nhiều nha. Có nghĩa là market nó vẫn còn đang giống như nói cái kiểu là giống như kiểu là ok, nó mới tới support rồi đó, mọi người vô đi. Thì thường là market marker nó sẽ làm cho mình thấy như vậy. Nhưng mà thực chất là cái fear and greedy nó mình thấy nó chưa. Fear nó mới là neutral thôi nha, mà đang ở cái cột là 50 neutral thôi. Khi nào nó về cái vùng giá là extreme fear này nè, ngay cái khúc chỗ này á, thì mình bắt đầu vô position được. Bây giờ chưa đâu. Thì
khi mà nó chưa thì VIX nó hoàn toàn có khả năng chạy lên. Nãy giờ có ai hỏi gì bên này không? Ngày 31 tháng 1 này là ngày chia dividend nha, của SPY nha mọi người. Lần trước là SPY nó rớt mấy % luôn đó, mọi người cẩn thận. Ok, để mình vô phòng ticker nha. Mình thấy có bạn hỏi là Square có đây close không, đang hold xe giá 193. Ok, mình vô Square trước này. Square thì 193 hả? Mình nghĩ vùng giá bây giờ là cũng là, mình nghĩ Square nó không còn down nhiều nữa đâu. Tại vì nó đã xuống giống như là cái thằng Fedex hồi trước mình nói là bắt đầu nó xuống sâu quá rồi. Có thể là nó sẽ còn xuống một hoặc hai nhịp nữa thôi. Nó về tới 140 thì mọi người, nếu ai đang ôm xe thì có thể vào arbitrage được rồi. Tại vùng giá 140 nha mọi người. Tại vì mình thấy Square, mọi người nhìn thấy ở đây này là nó không còn cái room nào để nó rớt nữa hết. Có nghĩa là nó đã rớt quá sâu rồi. Để coi từ cái vùng cái vùng đỉnh gần nhất của nó tới bây giờ nó đã down bao nhiêu % rồi. Nó down hơn 50% rồi nha mọi người, 51% rồi nha. Đã rớt 150 đô. Nó đã down quá nhiều rồi. Hơn 50%. Có tích cờ này hoàn toàn tốt, không có gì hết. Cái hãng này là vẫn có là ăn nên làm ra và có các product sản phẩm. Nói chung về fundamental thì hắn ok. Mấy con này thì mình nghĩ là không có sợ nó rớt như vậy, là đang on sale thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà mọi người thấy này, một khi giá nó đã xuống tới đây là nó đã về cái phần tiệm cận của giá rồi. Nếu ai chưa có position thì xét mua cỡ 140-135 sẵn đi. Mình nghĩ nếu nó không còn rớt nữa nhiều nữa đâu, về 140-135 là mình hoàn toàn có thể yên tâm vào xe nha. Còn bạn trong này bạn hỏi là có nên cut loss không, đang hold xe giá 193. Mình nghĩ hold xe thì không có nên cái loss sao, nhưng mà nên, nếu mà có tiền thì nên average down giá bây giờ 140. Ok. Ngày mai có thể nó bounce lên tới cái vùng giá 150 này, nhưng mà có thể tuần sau khi market rớt á, nó có thể rớt lại về vùng 140, 135 thì mình có thể vào. Mình nghĩ ngày mai nó sẽ bounce lên tới đây 150, nó bị reject rớt xuống cỡ 135, 140, 135 là bắt đầu nó đi vòng sideways ở đây nè. Nó chưa lên lại liền được đâu, nó sẽ đi vòng sideways ở đây. Mọi người có thể vào average down ngay chỗ mà 135 tới 140. Ok. Đó là Square nha mọi người.
Ok. Mình sẽ coi ticker tiếp theo này. À, mình thấy trong này nhiều người hỏi là Tesla hả? Ok, để vô coi Tesla. Tesla mà nó bao như vậy là không ngon nha mọi người. Mọi người cẩn thận nha. Tesla đáng lẽ nó chạm vào đây nó sẽ bao lại một cái nến mạnh này, nhưng mà nó bao như vậy là giống như là Descartes bao vậy đó. Có nghĩa là let's see. Nó thứ nhất là nó đã về fill được cái gap rồi này mà nó không bao. Khi mà nó chạm vào cái hay fill được hết cái gap đó lại là nó bao ngay chỗ này đã bao lên. Nhưng mà nó không. Nó đã đi vào lại trong cái phần trend line down này rồi nha. Có khi ở đây người ta gọi là một điểm phá vỡ giả. Thường trong kỹ thuật là người ta gọi là điểm phá vỡ giả lên trên này. Nhưng mà thấy kết quả delay xe của nó thì rất là good. Mà sắp tới ending cuối tháng 1 nữa. Nên mình cũng đang khá là phân vân chỗ này. Nhưng mà mình chỉ thấy có một cái là trong indicator nó đã báo là đi vào vùng downtrend rồi này. Ở khung ngày nha. Mình đang nói là ở khung ngày. Nó đã đi vào vùng downtrend rồi. Thì đợt trước thì nó có bull flat này. Nhưng mà mình không thấy, không để ý, không vào. Giờ nó bay lên ngay tuần trước xong rồi nó bị xả xuống lại. Mình nghĩ là Tesla ngày mai nó cùng lắm nó bao chút xíu thôi, rồi tuần sau nó sẽ tiếp tục đi xuống với mọi người ha. Chứ mình không nghĩ là nó chạy lên tiếp ở trên này đâu. Để coi vùng giá ngày mai, nếu ngày mai nó đóng nến xanh lên trên này á thì ok, có thể là nó sẽ chạy lên tiếp. Nhưng mà nó tiếp tục đi sideways hoặc là đóng nến dưới cái đường trendline này nè thì nhiều khả năng Tesla sẽ lại đi xuống lại vùng sau ở dưới này luôn nè, chứ không phải là. Nên mình nghĩ là đáng lẽ ngày này mình vô xe ngay chỗ này nhưng mà mình chưa có vô nè, mình đang là alert mua xe ngay chỗ 1030. Hồi sáng mình có nói với có mấy bạn hỏi thì mình nói là 1035, 1030 là vô, nhưng mà mình không có vô nên mình không có alert, tại mình thấy nó vẫn sao sao có gì đó không ổn ở đây. Nên mình sẽ watch thêm ngày mai. Ok, nếu nó đóng cây nến xanh ngay chỗ này ok thì nhiều khả năng nó sẽ chạy lên tiếp trong tuần tới. Còn không là nó sẽ bắt đầu đi đào xuống thêm nhiều, xuống các vùng giá sau ở dưới này nha. Con này thì mình neutral, mình chưa có rõ phương hướng, tại vì nó ok giờ nó đúng là chạm vào EMA nó bounce là đúng rồi. Đúng theo kỹ thuật là vậy. Nhưng mà nó vẫn đóng nến đỏ và đóng nến dưới cái đường trendline này. Nhiều khả năng là mình thấy mình chỉ sợ là không biết rõ hướng đi nó ngày mai như thế nào. Nếu nó đóng nến xanh như mình nói, đóng nến xanh thì nó có thể lên lại 1222. Còn đóng nến đỏ thì nó còn xuống nhiều lắm. Nên mình không có vô position của này của ngày hôm nay. Ok, đó là Tesla nha mọi người.
Ok, để mình để cái giá này. Trên cái trend line support này này mọi người. Nó phải hold được trên 1.070 trở lên nha. Đợi signal ngày mai cho chắc bạn chứng to đừng FOMO bây giờ. Yeah, tại bởi vậy mình không có FOMO ngày hôm nay vô Tesla đó. Tại thấy giá cũng ngon nhưng mà không dám vô. Về 1.030 là thấy quá đã rồi nhưng mà đâu dám. Thiệt không đó. Tesla phải đợi thêm signal confirm đã. Giờ mình không rõ đâu. Để mình Tesla này. Con Vale là con gì đây? Con này mình không biết nha. Để mình vào coi thử coi. Ủa, đã từng coi à, không để ý nữa. Ok. Câu này bắt đầu xuất hiện suy này. Chỗ này nó tụm lại có nghĩa là nó xoay quay càng lâu thì nó bóng càng mạnh nha, nó đang có suy nữa này. Coi thử. Con này thì mình thấy nó không có bearish nhưng mà nó giống như kiểu là sẽ cũng đi tiếp tục đi sideways trong những ngày sắp tới á. Nếu mà mình chơi thì mình có thể mua xe á, chứ đừng có mua option con này. Mua option dễ bị theta cắn á. Theo mình thấy con này nếu mà muốn trade nó á, thì chỉ nên mua xe thôi. Nè tắt cái đám mây của nó bị chậm bò hết rồi nè, nó đi mấy cái đường thẳng song song có nghĩa là nó sẽ đi sideways trong khoảng một thời gian nữa, nó build thêm cái squeeze này, nó phải đi sideways càng lâu á, thì nó build cái squeeze càng mạnh. Nhưng mà con này mình không nghĩ là nó down xuống nhiều nữa, nó build cái vùng giá ở dưới này rồi, nó sẽ chạy quanh cái vùng EMA 50 này là cỡ 13.72, rồi nó đi xe quay ngoan, ngang cái đoạn này thôi, 13 tới 14 thôi, chứ nó chưa có dấu hiệu gì gọi là break out mạnh lên trên 14.79 hay. Với lại ticker này là nên mua xe thôi nha. Ok, mấy ticker này mình xem nhanh nha, để mình coi thêm nhiều ticker khác nữa. AMC. AMC
AMC vào downtrend rồi nha mọi người. Let's see, AMC. AMC có double bottom nè. Double bottom. Nhưng mà sao nhìn cái trend nó giống như vẫn còn down nữa vậy? Em coi khung giờ nhỏ thôi coi. Không, 1 giờ thì không thấy gì hết. Không nào, nó cũng đang nằm trong downtrend. Ngày hôm nay mình thấy AMC khi mà nó chạm vào double bottom, giống như kiểu là double bottom ngay chỗ cái vùng giá là 2.8 á. Mình thấy tụi kia nó mua vô tới 100.000 xe lận. Nó trả sàn, nó sắp hết short squeeze rồi. Nhưng mà trong chart mình thấy nó vẫn còn downtrend nè. Ok. Ticker này mình sẽ watch vùng giá này. Mình nghĩ là nó sẽ xuống test lại. .8 này. Ok. Mình sẽ watch lại cái vùng giá này. Mình thấy là nó vẫn còn đang trong downtrend nha, mặc dù là cái lực mà short squeeze của nó là sắp hết rồi. Tại thấy bên kia nó người ta post lên là nó đã mua lại 100.000 xe ngay cái vùng giá 2.8 rồi. Thì mình nghĩ nó cái lực nó trả bớt rồi đó. Nhưng mà hiện tại nó vẫn đang nằm trong downtrend nhiều nè. Chưa có gì giống như là bán lên lại ấy. Ok, mình sẽ watch cái vùng giá support ở dưới này là 20.87, 20.8. Nếu nó mà break down á thì mình nghĩ nó sẽ còn xuống thêm một đoạn nữa, tới có thể là tới 11 luôn đó, là thêm mình không nghĩ là tới 11, đâu 11 đâu nhiều quá vậy. Nó có thể tới đây nè. Tới đây là giá bao nhiêu đây? 14.39. Ok, mọi người watch kỹ vùng giá 20.87 nha. Nó mình rớt xuống dưới 20.87 á, bây giờ là đang là giống như kiểu là double bottom, nên thường double bottom là nó phải chạy vậy nè. Xuống đây, lên đây, xuống đây, lên đây. Ok, nhưng mà do tại mình đang thấy có cái nằm trong sâu trong cái vùng downtrend, nên mình sợ là nó không có bao mạnh lên được như vậy. Nếu mà nó bao mạnh lên thì sẽ ok, không có sao hết. Lên tới support là quên, lên tới resistance là $30. Nhưng mà cái này có thể nó bao nhẹ một chút xíu thôi là nó down. Khi mà nó down xuống dưới 20.87 á, 20.8 á, là xuống á, thì nhiều khả năng nó sẽ xuống tới 14.39. Nhưng mà mình thiên về cái hướng nó đi xuống nữa đó. Mình nghĩ là nó sẽ chạy vậy nè, nó bao lên chút xíu rồi nó xuống, nó lên test lại đường này, rồi nó lên xuống tới 14.39. Ok, đó là AMC.
Mấy cái lệnh loan mình vô ngày hôm nay á mọi người, thì có thể là ngày mai mình sẽ ra hết nha. Nếu mà mọi người chưa thấy mình là lết ra thì nhớ ra nha. Mấy cái lệnh loan mà option seller á, bên trong option seller MC 2 đô trời ơi. Ngày mai vô, ngày mai MC nó bass lo ra đây nha, đừng có ôm nữa nha. Ok, em coi tích cực tiếp theo nè. MC xong. Xem con gì ta? Netflix đi. Nhiều người hỏi Netflix này. Ok, tại sao mình vô Netflix credit hôm nay? Netflix thực ra nó vẫn đang trong downtrend sau nha, nhưng mà mình nghĩ là ngày mai nó sẽ có bounce technical. Ngày hôm nay nó down xuống khúc dưới này là mình thấy là nó đã đi trong một thời gian ngắn á, mặt stock là không thể chạy lên quá nhanh hoặc là chạy xuống quá nhanh. Nếu mà vậy là thường những cái người mà họ trade máy hay là trade theo kỹ thuật á, là nó sẽ gọi là technical buy hoặc là technical pullback á. Tại vì máy nó tự động nó sẽ mua vào vùng giá đó, khi mà nó rớt nhanh á là máy nó sẽ mua. Ở đây cũng vậy đó. Ok, khi mà nó trong một khoảng thời gian ngắn mà nó rớt quá nhanh như vậy á thì nó sẽ có xuất hiện hiện tượng là bounce back. Để mình coi hôm nay nó đóng nến dưới 556, nhưng mà nó đã bị thọt xuống cái vùng oversold dưới này này, nên mình nghĩ ngày mai nó sẽ bounce lại trên này. Nhưng mà về overall là nó vẫn còn down dài dài nha, nên bởi vậy mình mới vô là lệnh credit put ngày hôm nay cho Netflix, là để cho mình đánh lên là ăn bounce thôi. Ngày mai khi nó bounce khi nó vào lên là mọi người nhớ ra nha, buổi sáng nó bounce lên mọi người nhớ ra, khi mà ra xong rồi thì mình cứ để cho nó chạy thoải mái. Có thể là nó lên, nó nếu mà nó mạnh á, nó lên nó test lại EMA 200 nè, là tại vùng giá là 578. Nếu mà nó mạnh nha, mình không nghĩ là nó lên tới đó, là nếu mà nó lên tới đó thì mình sẽ đánh xuống tiếp nha mọi người. Khi mà nó lên tới 578 á, mình sẽ mở lại credit call khác nằm trên này để đánh xuống tiếp cho tuần sau, vì overall nó vẫn còn đi xuống nha, chỉ là bounce technical ngày mai thôi. Như vậy nè, nó mới vào vùng downtrend thôi, nên nó sẽ còn đi xuống dài dài đó. Nó bounce để cho nó mở rộng thêm cái room ở dưới, cái room đám mây này nó có kịp thời gian để mở ra để cho nó có cái room đi xuống này, chứ nó mà không bounce thì nó không còn room để đi xuống, là vậy đó. Ok, để mình xem con Ford thử coi. Ai cũng hỏi con Ford, mình coi con Ford thử.
04:04 giờ có bull flat nè. Nhưng mà nếu trong cái market mà trong hiện tại, trong thời kỳ mà market đang yếu, nó đúng ra là nó đang bullish nè. Nếu mà đang trong thời bình bình thường á thì mình sẽ đánh, tiếp tục đánh lên con này. Nhưng mà với điều kiện như bây giờ là market đang yếu á thì mình không biết, mình không có mấy sure con này đánh như thế nào. Chứ nếu nó đúng ra overall là nó đang trong cái bullish trend nha mọi người, nó vẫn còn tiếp tục đi lên nữa. Nó chỉ là bull back nhẹ rồi nó đi lên tiếp, cái trend của nó vẫn còn nhiều nè. Nó chỉ mới vào cái vùng bắt đầu có dấu hiệu là hơi quá thôi. Nhưng mà mới có pullback nhẹ một chút xíu hôm qua, nhưng mà hôm nay nó đã đi lên lại. Thì mình thấy nếu mà là mình sẽ thứ nhất là mình sẽ không trade con này, tại vì trend market đang yếu thì mình không dám trade lên, cũng không dám trade xuống, tại cái theo chart thì nó đang là bullish. Mình nghĩ nó vẫn sẽ tiếp tục đi lên như vậy nè. Nhưng mà không còn lên nhiều nữa nha mọi người. Tại cái drum đi lên của nó lên cao quá rồi nè. Ở trên này nó lên. Giờ là mình nghĩ là nếu mà là mình người trade á, mình sẽ ngồi chờ. Mình sẽ watch con này nó lên tới bao nhiêu, kệ nó. Cho nó lên khi nào nó bắt đầu có signal ở 01 giờ là nó có nến đỏ bắt đầu đi xuống á, thì mình đánh xuống sẽ có dễ hơn là mình đánh lên trong ngay cái khúc này. Này, chẳng thà mình thấy cái nến đỏ giống vậy nè, là bắt đầu mình đánh xuống sẽ dễ hơn. Nó đã đi vào cái vùng là overbought rồi nè. Tại dưới này nữa nè. Ở trên này cũng vậy nè. Rum mà chạy lên không còn nhiều nữa. Nó mình đánh lên, mình nhìn chạc thì mình thấy bullish, nhưng mà nó đánh lên mình không dám chơi. Mình chỉ thấy ok, khi chờ nó khi nào có signal đi xuống là mình bắt đầu đánh xuống như dễ hơn. Mình sẽ bỏ lên bàn cân, mình cân cái nào. Không thích cũng chịu đi. Về yeah, con này là cứ để cho nó lên đi. Rồi cứ để cho nó chạy đi, ngày khi nào mà nó bắt đầu xuất hiện signal mà boom back rồi hãy vô, giờ đừng có vô. Mặc dù là nó đã overbought nhiều rồi nè. Nó overbought cộng market đang yếu nữa. Chỉ cần nó có signal sell off là vô đánh boom back thôi. Con này không chơi. Ok. Còn mà sáng mai mới ra nha Joe, mà anh đâu có chơi call đâu, anh chơi credit put mà. Tại vì mọi người biết rồi, buy call buy put khi phải vô đúng thời điểm, vô sớm cũng thua mà, vô trễ cũng thua mà. Nên phải đợi nó cái signal đó rồi vô. For đó. Coi còn tích cỡ gì nữa không.
Ok, có người hỏi football này, mình vào coi football thử coi. Football mới nhìn vô là đã thấy là nó chuẩn bị về tới 10.81 rồi đó. Small cap đang rớt cái dài dài nha mọi người. Nên con Fubo này cũng vậy đó, mình thấy nó đang nằm trong cái downtrend bình vững á. Nó về tới support tiếp theo của nó là 10.81 nha. Ok, còn tích cỡ gì nữa không? Meta hả? Mình nghĩ vùng giá này thì có thể vô được một ít xe rồi, nhưng mà thấy cái downtrend của nó mạnh quá. Mình không biết nó có thể còn rớt xuống dưới cái vùng này nữa không. Để coi vùng này giá bao nhiêu đây. 13.93, 14 đó. Mình nghĩ là có thể nó sẽ còn rớt xuống dưới nữa, nhưng mà bây giờ chưa đâu. Tạm thời mình nghĩ nó sẽ được hold lại được tại đây, tại dưới đây có là một cái support mạnh đó nha mọi người. Nó đã từng chạm vào cái đường chỗ này có support quanh cái vùng này đó này, nên mình nghĩ khi mà nó về tới vùng giá này thì nhiều người mua vô lắm, nó sẽ giúp cho nó hold được tại vùng này. Nếu mà nó break down dưới cái vùng 14 này thì mình không biết nó rớt tới đâu nữa, tại dưới đây không có dữ liệu. Ok, nhưng mà hiện tại là trên này nó đã gần tới vùng tiềm cận này, là có thể sắp tới nó sẽ đi sideways hoặc là sideways up một chút xíu thôi, là coi tình hình market sao là mới nó mới đi lên lại hay là sao. Nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ nó chưa có lên lại liền được, nhưng mà vùng giá này thì nếu mà nó mua xe thì có thể mua vô được rồi nè, 14 chả 24 cũng mua vô được rồi, giá bây giờ là quá rẻ rồi, giá cao nhất của nó là tới 17 hả. Vậy nha mọi người, vùng giá này thì có thể mua xe được rồi nha. BYND hả? Ok, mình đói bụng quá chưa ăn tối nữa, chắc coi thêm ticker này nữa rồi mình đi ăn tối nha mọi người. BYND. Em coi không một giờ thử coi có dữ liệu gì không. Con này mình nhớ năm ngoái là như cỡ trăm mấy, 102, 103 vậy đó, mà giờ còn mấy, 67 ha.
BYND thì mình thăm không thấy signal gì rõ ràng hết trên cái ticker này nha mọi người. Nhưng mà em thấy thì nó vẫn chưa có gì gọi là break up daily line, break out daily line. Nó vẫn bị reject ở EMA 50 nè. Hiện tại nó bị, hôm nay nó bị reject EMA 50 ngay cho vùng giá 68.30. Có thể là nó đang muốn build vùng đáy ở đây rồi. Để coi thử. Nhớ lại phía trước thử coi. Nó về gần bằng tháng 3 năm ngoái luôn nè. Tháng 3 năm ngoái à. Tháng 3 năm 2020 chứ không phải năm ngoái nha. Là về 48. Wow. Ok, có thể đây là cái vùng nó vẫn còn đang nằm trong downtrend nha. Nhưng mà mình thấy là ok, nó bị reject. Nếu mà như vậy thì cũng không có rõ signal nữa. Mình nghĩ là nó vẫn còn nằm trong downtrend chứ chưa có lên lại đâu. Khi nào nó break out khỏi EMA 50 trên 68.3, có nghĩa là 69 đó, thì nó mới giống như là đi lên lại. Tại ở dưới này nó đều bị reject, nó nằm dưới cái đường EMA thế này. Chỉ có đây là nó đi tới gần cái đường này nhất thôi, ngay bên ngày hôm nay luôn đó, mà nó bị reject rồi. Có nghĩa là ok, mình sẽ watch it. Mình chưa có mua vào ticker này. Khi mình chỉ mua xe vào khi nó bắt đầu break out khỏi cái đường này thì mình mới confirm là ok, maybe là nó có thể tiếp tục đi lên các vùng giá phía trên thì mình mới mua vô. Chứ bây giờ nó bị reject là có thể ngày mai nó đi xuống lại đó. À, em put hả? Yeah, có khi mai nó xuống lại đó. Nó bị reject rồi. Hôm sau. Dạ, yeah, tại không có gì. Ticker này không có cái signal rõ ràng. Mình thấy chỉ thấy là bị một cái là bị reject EMA 50 thôi. Ở khung 4 giờ là vậy nha. Còn mấy cái khung giờ lớn như khung ngày thì không có gì đáng nói hết. Mai nếu mà có lời là chốt đi nha, đừng có giữ nha Joe. Chắc đi ăn cơm đã, đói bụng quá à. Còn ticker gì không mọi người? Có gì mọi người cứ bỏ lên đây xíu nữa, anh Moon hay là Phở sẽ làm nha. Thank you mọi người đã tham gia bữa Hàn Quốc hôm nay với em. Chúc mọi người may mắn.